3 để thuyết trình về sản phẩm tạo ra điện từ sóng biển. Đầu tiên, về lý do chọn đề tài, trong những năm gần đây, vấn nạn ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cũng như sự cạn kiệt dần các nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá đang không ngừng gia tăng. Vì vậy, việc tìm kiếm thêm những nguồn năng lượng sạch là nhiệm vụ hết sức cần thiết hiện nay. Ba nguồn năng lượng có thể kể đến là năng lượng mặt trời, gió và địa nhiệt đã và đang phát triển với các nguồn năng lượng thay thế. Nhưng vẫn còn đó một nguồn năng lượng dồi dào hơn, chiếm 70% bề mặt của trái đất, đó chính là năng lượng sóng biển. Một nguồn năng lượng tự nhiên, hiệu quả nhưng đang bị hầu hết mọi người bỏ quên đằng sau và ngày càng tụt hậu dần. Cùng với đó, các hệ thống hiện nay chỉ sử dụng tác động của sóng để đẩy 500 qua các cuộn dây nên rất cồng kềnh, tốn kém, chưa kể là không hiệu quả. Vì vậy, nhóm em đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm tạo ra điện từ sóng biển với nhiệm vụ ý nghĩa cao cả là có thể cổng điện tới những nơi chỉ sử dụng đèn dầu, không đèn, không ánh sáng, không tivi khi mạng lên về mà có thể chuyển mình trong ánh sáng đèn điện. Tiếp theo là về phần cấu tạo của sản phẩm. Về cấu tạo của sản phẩm bao gồm một mô hình hải đảo, một bánh đào Mica, một tua bin phát điện mini, một mạch sạc ổn áp 100V DC, một bánh răng cốc, một bánh răng xích xe đạp, hai bồn nước, một máy bơm, một bình ắc quy, một tấm hướng sóng và bộ giá đỡ bằng gỗ. Về phần nguyên lý hoạt động, tấm hướng sóng sẽ là nơi thu lấy động năng từ sóng biển. Khi sóng biển dâng lên, động năng thu từ sóng biển sẽ tác động trở lại với bộ phận thu động năng cho sức truyền động. Sức truyền động sẽ truyền chuyển động cho bộ bánh răng và trục bánh răng kết nối vào bộ bánh răng nhỏ hơn sẽ làm tua bin quay với vận tốc cao. Khi sóng biển hạ xuống, tấm hướng sóng cũng sẽ hạ xuống theo nhưng không truyền động cho bánh răng vì cấu tạo truyền động một chiều của nó. Bánh đà được gắn với bánh răng sẽ làm máy phát điện quay được lâu hơn và dòng điện tạo ra từ máy phát điện sẽ được đưa vào mặt sạc để nạp điện cho ắc quy cấp điện cho cục tải bên ngoài. Trong trường hợp khi sóng biển quá lớn hoặc quá mạnh, ta có thể tăng diện tích bề mặt theo bề ngang hoặc sử dụng cơ cấu truyền động với tỷ lệ cao hơn hoặc cũng có thể tăng trọng lượng bánh đà thay vì tăng quy mô toàn hệ thống. Để các bước thực hiện, bước 1, ta đổ nước vào bình 1 thứ hai là cái nối mặt điện của hai nguồn hải đảo và ắc quy. Bước ba ta mô phỏng sóng biển để tạo ra điện năng. Thứ bốn ta về tính mới của sản phẩm và sử dụng nguồn năng lượng vô tận từ sóng biển. Về tính sáng tạo, chúng em nhận thấy sản phẩm hệ nóng có thể cung cấp điện thắp sáng các cột điện đường ven biển, cứ một hoặc hai trụ ta lắp một hệ thống để cung cấp điện. Ngoài ra, hệ nóng còn có thể cung cấp điện sinh hoạt hoặc công tinh hoạt ở những vùng hải đảo hoặc lắp đặt ở những bờ đê trắng sông để sử dụng nguồn năng lượng vô tận từ sóng biển và cũng như bảo vệ chính bờ đê đó. Về ý tưởng của sáng tạo là sử dụng nguồn năng lượng của sóng biển để đẩy con trường làm quay bánh răng để làm quay tua bin để tạo ra nguồn điện. Về bước phát triển sản phẩm hiện nay chỉ mới là mô hình phòng thí nghiệm, năng suất chưa cao, nếu được đầu tư vào cải tiến sẽ là một giải pháp rất hữu ích trong việc cung cấp điện cho những vùng hải đảo và tại Mica là những nơi nguồn điện quốc gia chưa thể có được. Sản phẩm sẽ là một hướng đi mới trong việc tìm kiếm một nguồn năng lượng sạch và vô tận để thay thế cho nguồn năng lượng. Phần thuyết trình của trường em đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn ban giám khảo và các bạn học sinh đã lắng nghe.